Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio ha. Thì mình là Khánh. Hôm nay thì là sẽ là một clip dành riêng cho những anh chị hay là những cô chú nào đang sử dụng những bộ dàn Bose truyền thống như là Bose 301, Bose 402 này, hoặc là những dòng Bose bãi như Bose ngày xưa á. Thì nếu mà mọi người muốn nâng cấp từ một bộ dàn nghe nhạc nè, với những bộ dàn đã karaoke được rồi nè, mà muốn nâng lên một bộ dàn có thể hát karaoke được mà nó hay hơn, thì sẽ nâng cấp những cái món gì, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái combo nâng cấp này ha. Và trong clip mình sẽ chia sẻ luôn cho mọi người lý do tại sao mình chọn hai sản phẩm này để nâng cấp cho những bộ dàn Bose. Bắt đầu thôi. Ok, sản phẩm đầu tiên mà mình muốn hướng tới sẽ là một cái subwoofer. Lý do tại sao mọi người xài Bose nên đầu tư cho mình một cái cục subwoofer, đó chính là do những sản phẩm như Bose 301, đặc biệt là Bose 301, những dòng Bose nhỏ nó sẽ có công suất khá là nhỏ. Chẳng hạn như là Bose 301 công suất nó chỉ đâu đó 75W một loa. Thì với công suất đó mọi người muốn karaoke thì nó sẽ hơi thiếu một tí. Nó mới công suất nó chưa đủ để mình hát nó thoát tiếng ra. Thì mọi người nên nâng cấp một cục sub lên. Để thứ nhất là mình sẽ hỗ trợ tiếng trầm cho loa. Thứ hai, mình sẽ hỗ trợ cái giọng mình nó ra dày dặn hơn, nó sẽ đáp ứng tốt hơn. Sub thì nên mọi người nên sử dụng sub điện nha. Sub điện tức là sub đã có công suất bên trong sẵn rồi, nó có thể gọi là sub điện hay là sub acti tùy theo cái cách gọi thôi. Nhưng nó sẽ cùng một cái chức năng, tức là nó cung cấp tiếng trầm và nó là một dòng sub chủ động. Nó có thể kết hợp với âm ly, nó có thể kết hợp với bất cứ bộ dàn nào mọi người thích. Đó. Thì sub điện thì mọi người có thể lựa chọn rất là nhiều dòng. Từ bên mình thì có thường hay mình hay ghép là dòng Pisa 3030 này, hoặc là sub Baramax A30 này, hoặc cao cấp hơn có thể là dòng những sub SE MF3 rất là huyền thoại, rất là nổi tiếng ha. Mọi người sẽ thắc mắc tại sao là mình không thêm một cặp loa nữa mà mình lại là nâng cấp sub. Bởi vì thêm một cặp loa nữa thì mọi người mới giải quyết được giải mid và giải chép cho nó lớn hơn thôi. Tuy nhiên cái phần công suất của giải sub, của giải trầm thì mọi người vẫn không có. Chưa kể là thêm sub thì thêm loa thì mọi người lại phải đầu tư thêm một cái âm ly công suất nữa. Đó lý do mình chọn sub điện là vậy đó. Cặp loa mà muốn thêm cặp loa nữa là mọi người phải thêm còn công suất nữa, thêm một cái âm ly nữa, thêm một cái cục đẩy nữa thì nó sẽ phức tạp hơn, mà nó lại không giải quyết được cái vấn đề của mình là cái dàn âm thanh của mình nó sẽ chưa đủ độ hay, nó chưa đủ độ trải nghiệm tốt hơn nếu mình thay bằng công suất. Ok, sản phẩm thứ hai. Sau khi mình nâng cấp cái sub rồi á, thì sản phẩm thứ hai mọi người nên hướng tới cái combo này, đó chính là một cái vang số. Vang số nha mọi người. Lý do mình chọn vang số ở đây vì vang số là một sản phẩm tối ưu hóa tốt nhất cho bộ dàn của mình, đặc biệt là khi bộ dàn có sub. Nếu ví dụ như mọi người xài vang cơ đi ha, nếu mọi người xài vang cơ thì cái vang cơ nó sẽ không có những cái tuning, không có những cái chức năng để mọi người cân chia quay giữa full và sub, và mọi người không có cân delay được, không cân pha được, thì mọi người nó sẽ không tối ưu hoàn toàn cho việc khi mọi người đưa cái sub vào loa mình không chia được giải ra, thì lúc đó cái sub đó nó thành ra một cái sub nghe nhạc rồi. Khi mọi người có vang số vô thì mọi người bắt đầu mới chia được giải ra, mọi người chia được cái việc là mọi người hát ở giải tần số nào, cái sub cái giọng mình á nó vô giải tần số nào là hát, rồi vô cái giải tần số nào cho nhạc. Đó thì cái vang số nó mới chia ra được như vậy. Đương nhiên vang số thì trên thị trường cũng rất là nhiều loại luôn. Thường thì bên mình sẽ chào cho khách những dòng như nếu mà vừa tiền xài thì có thể xài xe sao VS800 nè, hoặc là cao hớt hơn xíu thì có thể xài Baramax D30, rồi vang số JBL KS180A. Có một dòng vang số nữa mới ra của JBL đó là VS8. Tuy nhiên VS8 thì mình sẽ nói luôn trong clip này là VS8 nó sẽ không phù hợp cho những sản phẩm của Bose mọi người. VS8 nó sẽ có thể hợp cho bất kỳ những dòng sản phẩm như JBL nè, hoặc là những dòng full phích này kia của nó đầy đủ được hết. Tuy nhiên với những dòng như Bose nó lại không phù hợp. Lý do là do cái linh kiện trong đó nó làm cho cái tiếng Bose nó bị hơi bị méo một tí, nó sẽ không có đáp ứng tốt lắm. Đó. Đương nhiên mọi người có thể qua showroom của Thiên Vũ, mọi người trải nghiệm khi VS8 ghép vào Bose nó như thế nào để mọi người trải nghiệm ha. Dĩ nhiên vang số như mình nói rất là nhiều clip trước đây rồi, vang số nó chỉ là công cụ để mọi người tối ưu hóa. Chứ quan trọng nhất vẫn là mọi người phải tối ưu hóa trên cái vang số đó nữa. Tức là mọi người phải có setup trên đó nữa, và setup phải chuẩn, phải hiểu được bộ dàn nó cần cái gì.
để mọi người setup cho nó sao cho nó chính xác nhất. Và đương nhiên những cái phần mà kiểu dạng nâng cấp như thế này ấy, thì hầu hết Thiên Vũ là đề xuất mọi người là mọi người phải có kỹ thuật viên setup tận nơi, thì nó cái sự trải nghiệm của mình, cái sự thay đổi của mình nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với việc là mình mua online từ xa mà không có setup, hoặc là setup từ xa gì đó mình không rõ đó, thì cái đó nó sẽ không chính xác bằng việc setup tận nơi ha. Các sản phẩm như vang số hoặc là súp thì hầu hết là mình đều có để sẵn tại cửa hàng để mọi người có thể ghé qua, mọi người trải tiệm tại showroom 779 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5. Mọi người có thể ghé qua, mọi người trải nghiệm và mọi người có thể nhận được những tư vấn kỹ hơn từ tụi mình. Vừa rồi thì mình vừa mới chia sẻ cho mọi người một cái combo nâng cấp mà mình thường hay sử dụng dành cho những khách hàng sử dụng những cái dòng loa Bose cũ như Bose 301 ha. Đương nhiên với cái combo nâng cấp này mình sẽ chia sẻ trên phương diện là Bose cái loa của mọi người đang sử dụng bình thường, âm ly mọi người đang xài tốt, micro mọi người cũng đang xài tốt luôn, thì tất cả cái đó mình sẽ tận dụng lại cho mọi người và mọi người chỉ cần nâng cấp cái bộ dàn này thêm thôi, thêm cái combo này thêm là đã ok rồi. Thì nếu mọi người thấy clip này hay thì mọi người có thể cho mình một like, một share, một subscribe để mình có động lực làm nhiều clip hơn hướng dẫn mọi người cách nâng cấp những bộ dàn cũ tại nhà. Còn nếu mọi người có thắc mắc gì thêm, mọi người có thể comment phía dưới cho mình để mình có thêm ý tưởng, có thêm những cái câu hỏi để mình có thể chia sẻ thêm cho mọi người về những kiến thức của mình đã có. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.